chiếc GLC 300 AMG rồi. Thì hôm nay sẽ làm được gì? Hãy cùng chúng tôi xem. Đầu tiên, bên ngoài chúng ta đã phủ một lớp ceramic cực kỳ bóng và bền, chống chảy xước cho sơn xe, làm chiếc xe bóng đẹp hơn với màu trắng này. Tiếp tới chúng ta sẽ có gì ạ? Cửa hít được trang thiết bị cho cả bốn cánh cửa rất là êm ái, và không bao giờ quên là bị một lớp thứ hai chưa đóng kín cửa. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Đã nói đến phim thì nói đến phim Vicool của Mỹ rồi. Và bên ngoài chúng ta nhìn vào gần như đen xì, không nhìn thấy mặt bên trong. Nhưng ngược lại, nhìn trong ra thì sẽ như chưa dán phim. Chiếc GLC hay mẹc ở những đời C và E, thậm chí cả GLS thì hiện tại da sẽ là da công nghiệp vì là bảo vệ môi trường. Nhưng đến với chúng tôi, khách hàng chưa nghĩ sẽ có da lava và đột lỗ hoàn toàn. Có thể làm thêm massage và thổi mát làm nóng nếu khách hàng muốn. Một không gian lung linh, huyền ảo bằng những ánh sáng đèn ambient light được bố trí loa tép. Từ 2022 chúng ta có loa tép của mẹ năm 2024, một thanh AMG đèn sáng mờ. Toàn bộ tu bin cửa gió điều hòa từ trước cho đến đằng sau được điều khiển 256 màu theo màu bạn ưa thích. Tôi thích màu hơi đỏ sẽ có màu đỏ, tôi thích màu vàng sẽ có màu vàng. Tất cả là theo ý muốn của bạn. Và khi đã đẹp thì không thể thiếu thơm được. Và đây chính là nước hoa chính hãng. Và khi có nước hoa thì chúng ta được kèm theo bộ ion làm ion dương, triệt tiêu ion âm, làm cho không khí của trong xe được mát lành, thoải mái hơn, cùng với hương thơm được chỉnh to nhỏ khác nhau. Và muốn tất cả các chặng đường chúng ta đi an toàn thì bạn nên lắp bộ Absolute chính hãng. Nó sẽ báo nhiệt độ cũng như là trọng lượng của từng lốp một. Khi xảy ra việc mà lốp con flat thì rất nguy hiểm, nên các bạn phải có này để theo dõi được lộ trình đi an toàn của ta và toàn bộ gia đình. Và bạn muốn thêm option gì nữa, hãy nói với chúng tôi hoặc cho chúng tôi một like, một share. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.